bây giờ mình muốn xây kênh, bây giờ mình không có điện thoại xịn, sao mình làm được cái clip mượt cho bạn mình ấy. Thực sự nếu như anh chị biết ai sớm hay là muốn học, tức là những người là hộ tiểu thương bình thường thôi, không có trẻ trung quá hay là chưa được tiếp cận về công nghệ nhiều, thì nên học thầy Sam. Ở chỗ rằng là sẽ không ai nói cho anh chị bí mật rằng là để mà biến một cái kiến thức khó như thế thành cái đơn giản mà ai cũng sao chép được, thì chắc là chỉ có anh ấy làm được thôi trong nghề ảnh này. Trước khi tham dự cái khóa học này thì em nghĩ là làm một cái video để đăng lên TikTok, để đăng lên các kênh ấy, thì nó rất là phức tạp. Cái công việc đó thì chỉ dành cho những cái bạn quay trường chuyên nghiệp. Nhưng mà sau hai khóa học thì mình cũng tự tin rằng hay là cũng có thể làm được những cái video giống như người ta. Thì ngày hôm qua thấy anh cầm cái máy quay rất là thích. Cái lúc mà quay liên lịch, quay lượn em rất là thích. Là biết thêm nhiều kỹ thuật để làm video. Thì học xong thì em về em xây lại kênh. Kiểu trước đó cũng có quay nhưng mà sẽ không có được những cái góc mà mình có thể chuyên nghiệp. Nhưng mà sau khi tới đây rồi thì không những là những cái góc quay hay là những cái kiến thức về quay, mà nó còn có những cái kiến thức khác. Thì những kiến thức đó nó rất là bổ ích. Học quay clip để về chỉ chồng em. Em thấy đi về chỉ chồng em thì rất là dễ, gia đình hòa thuận hơn, cũng như là giúp được trong công việc kinh doanh của em. Thì thực sự ra đó, mình thấy là những cái chia sẻ của thầy Sam các bạn, nó rất là đơn giản, nó rất là dễ làm, dễ thực hiện. Một người bình thường nhất chưa biết một cái gì đến, nhưng mà theo những cái chỉ dẫn của thầy thì cũng rất là dễ dàng làm được.